Rồi, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại tiếp tục nào, đúng không? Thì video trước là chúng ta đã show danh sách ra rồi. Thì video này chúng ta sẽ làm cái sửa và cái xóa này này. Rồi, chúng ta quay lại cái file code của chúng ta đây. Thì ở đây các bạn thêm cho mình một cái file, đó là color này. Color edit đi, được chưa? Edit.php. Rồi, thì cái color edit này ấy, thì nó sẽ giống với là cái color add, thì các bạn cứ copy cái color add qua. Chưa? Rồi. Sao đây nhỉ? Cái gì đây? Ctrl C này. Rồi copy qua đây đúng không? Rồi, các bạn copy qua thì đầu tiên đấy là các bạn phải khi edit thì các bạn sẽ phải 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 show cái màu ra trước đúng không? Đây, ví dụ như nó cũng giống như là các bạn làm edit loại sản phẩm hay thế thôi đúng không? Các bạn còn các bạn tạm thời các bạn sẽ comment cái này lại, được chưa? Các bạn sẽ comment cái này lại, các bạn comment cái này lại này, rồi ở dưới này các bạn sẽ mở cho mình một cái PHP, mở trên này đi, mở PHP trên này này. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ để mình xem nào. Đây, khi các bạn ấn vào sửa, đây các bạn thấy không? Các bạn thấy này, khi chúng ta hover sửa bên góc trái nó sẽ có cái ID này, đúng không? Giống như chúng ta làm cái sửa loại sản phẩm với danh mục thôi, đúng không? Thì ở đây việc đầu tiên các bạn làm là các bạn cũng phải get cái ID thôi. Thì nó giống với là cái brand edit, thì các bạn qua đây các bạn copy này, đây này, copy này là các bạn sửa thôi. Đây đúng không? Cho cái này tắt đi. Color edit này các bạn cho vào đây. Rồi, if is set get, các bạn để ý xem lần trước chúng ta đặt tên nó là gì này. Chúng ta đang đặt là chúng ta đang đặt là màu ID. Đây, màu ID, chúng ta đang đặt màu ID này. Color edit.php màu ID, các bạn nhìn vào góc trái màn hình này, các bạn đặt tên cho nó giống nhé thì nó mới get được. Đấy. Rồi, ở đây chúng ta đây sẽ là màu ID này. Màu ID được chưa? Rồi. Get đây màu ID. Rồi thì đấy chúng ta sẽ đặt là màu ID bằng get, đây bạn đổi đấy thôi. Ok chưa? Rồi. Ở đây chúng ta sẽ get là đổi đây là get màu này. Rồi, hình như là chúng ta đang để các cái liên quan đến cái color này, chúng ta đang để trong cái class là brand phải không nhỉ? Đúng không? Đúng không? Ở dưới này này. Đây show color đây này. Rồi. Thì ở đây các bạn sẽ cũng là ghép màu bằng brand này. Thì đây sẽ là ghép màu. Lộn xộn quá nhỉ, ghép màu rồi chúng ta mang cái biến này vào đây thôi. Rồi, màu ID. Rồi. Ghép màu đây, ghép màu. Resolve bằng này, ghép màu fix shop này. Cũng chưa biết. Rồi. Thì ở đây ghép màu đúng không? Ủa sao mình chưa có cái này mà nó không báo lỗi nhỉ? Chúng ta qua brand class cái nào. Chúng ta chưa có cái hàm ghép màu mà đúng không? Đúng không? Thì đúng ra là khi chúng ta gọi thế này ấy, là nó sẽ phải báo lỗi này. Rồi kệ đi, rồi chúng ta cứ thử làm xem nó lỗi ở đâu chúng ta xử lý ở đây đúng không? Thì ở đây ghép màu đây là cái biến này, là bên qua bên này chúng ta sẽ phải tạo ra một cái đây là show color này. Tên đặt lộn xộn quá nhỉ đúng không? Thì ở đây các bạn sẽ đặt cho mình một cái, mở đấy một cái hàm này, public function. Public function ở đây nó sẽ là đây, nó sẽ giống với cái hàm bên này này. Đây nó sẽ copy, các bạn copy vào đây chưa, copy vào đây. Rồi các bạn cho nó mặc đây. Rồi trong này nó sẽ là cái hàm. Thì cái hàm get màu này thì nó cũng sẽ giống như kiểu thế này thôi này, các bạn copy luôn cái này cho mình chưa. Rồi thì get màu màu ID là que select from này, TBL màu TBL màu order màu ID rồi kệ này cũng được. Ở đây chúng ta sẽ có cái where nữa đúng không? Where cái
Quay cái cột màu đấy, mình quên không biết là cái để chúng ta kiểm tra xem trong cái cơ sở dữ liệu chúng ta đặt cái cột đó là gì. Đấy, cho nên là các bạn làm dự án của các bạn làm đặt tên cho nó logic nhé, bởi vì mình lỡ đặt lộn xộn rồi, mà chủ yếu là mình cái cách làm thôi đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ vào trong cái chỗ mình sẽ vào trong này xem cái tên nó là gì. Đây của chúng ta là website EV demo này. Đây TBL màu này. Thì đây nó sẽ là cái màu ID đúng không? Tắt cái này đi. Rồi, UE màu ID bằng với là cái biến màu ID này. Đúng chưa? Rồi. Cái order này chả cần nữa bởi vì nó chỉ có một cái thôi, vì ID chỉ có một cái mà. Cái này các bạn xóa đi thôi. Không cần đâu. Đấy, tức là select from TBL màu, ở đó màu ID này đúng chưa? Rồi, search này. Ok, rồi. Nó báo lỗi đâu thì chúng ta sẽ xử lý ở đấy được chưa? Rồi, ở dưới này đúng là chúng ta sẽ from đây là tên màu. Rồi, trong cái input này, cái name màu tên này này. Bây giờ chúng ta thử và ấn cái nút edit coi nào. Các bạn ấn nút sửa này. Đây nó đang báo lỗi này. Undefined biến brand. In cái color edit này chấm .php đúng không? Kiểm tra xem cái biến brand đâu nào. Biến brand nó bảo là ở dòng 11 này. 11 không biết cái này à? Không biết cái biến brand. Không biến brand là color edit đúng chưa? Đúng cái tên này, cái tên này sai rồi này. Color edit. Đúng rồi mà, đúng không? Không biết biến brand. Đây chúng ta đã brand và last đây rồi mà đúng không? Rồi đây chúng ta chưa gọi cái này này. Đấy, đúng chưa? Các bạn thấy chưa? Này các bạn phải cho lên này lên đầu này. Đấy. Các bạn xóa này đi. Chúng ta đã chưa gọi mà, chúng ta chưa gọi cái class brand con này qua này, đúng không? Đấy, chúng ta phải cho lên đầu thôi. Rồi chúng ta select lại, chúng ta refresh lại xem này. Đây. Thì đây cho nó cái trang edit này. Rồi đúng không? Bây giờ tên màu đúng không? Tên màu thì các bạn sẽ chỗ input này này. Các bạn sẽ cho một cái value ở đây. Đúng chưa? Một cái value ở đây thì các bạn sẽ có một cái PHP này. Mở một cái thẻ PHP. Đến đây thì các bạn quá rành rồi đúng không? Cái này mình sẽ nói thôi, không cần phải giải thích nữa. Đúng không? Rồi ở đây chúng ta chỉ làm gì các bạn? Chúng ta sẽ echo nó ra thôi. Chúng ta sẽ echo là cái này này, cái chúng ta fetch ở shop đây này, là cái result A này này. Chúng ta làm thế này mà ai mà người ta học bài bản chắc người ta cười chết đúng không? Nhưng mà thôi chúng ta làm nghiệp dư mà, chúng ta cứ làm ra web là được thôi. Còn tên thì các bạn nhớ là tên các bạn phải đặt cho nó logic nhé, đừng như mình đặt rất là lộn xộn. Rồi result A ở đây các bạn sẽ là cái gì? Chúng ta coi lại cái cơ sở dữ liệu này. Màu tên đúng không? Với ảnh tên. Ở đây các bạn sẽ là màu tên này. Màu tên này. Chưa? Rồi, nó còn Ctrl S lại, chúng ta thử xem được chưa nào. Đây này, với cái màu ID bằng 4 này nó có hiện tên ra không? Đấy, là màu đỏ này, thấy chưa? Đấy, rất dễ đúng không? Các bạn làm đây. Đây, màu trắng này, là tên màu này. Đấy, rồi màu nu này. Đấy, rồi ở đây các bạn sẽ cho cái ảnh, cho bạn show cái ảnh ra. Ở đây trên cái thẻ input này này. Mình xem nào. Đây, chúng ta sẽ cho cái ảnh ở trên này, đúng không? Đây, vui lòng chọn ảnh. Đấy, chúng ta sẽ cho ở đây này. Ở đây các bạn sẽ cho nó một cái img, thẻ img ở đây. Img là cái suộc này thì nó sẽ là từ cái các bạn cái ảnh của chúng ta nó đang nằm ở trong cái folder upload này này. Các bạn thấy chưa? Rồi, thì nó sẽ đi vào cái upload. Sẽ đi vào cái upload. Nó sẽ đi vào cái upload. Rồi, nó sẽ đi vào cái upload này đấy, nó sẽ trong upload này nó sẽ có các cái ảnh của chúng ta ở trong này, trong cơ sở dữ liệu ấy, thì ở đây các bạn lấy cái ảnh nào thì các bạn sẽ mở cái PHP ra. Chưa? Rồi, trong này các bạn sẽ echo cái màu cái color name cái này, ảnh tên này này. Đấy, các bạn lấy cái tên ra.
Đấy, vì ở trong này nó sẽ có nhiều ảnh mà các bạn phải lấy cái tên tương ứng với cái ID của màu ấy, các bạn hình dung chưa? Rồi. Ở đây các bạn sẽ echo là cái echo cái gì nhỉ? Echo cái result A này này, các bạn có phải đi. Echo result cái gì quên rồi. Ảnh tên đúng không? Rồi đấy đi. Rồi. Còn cứ refresh lại xem nào. Đây nó có cái màu đây này. Đấy các bạn thấy chưa, nó sẽ có cái màu đây. Thì ở đây các bạn có thể cho nó một cái blur để cho nó xuống này. Xuống không? Đấy, xuống đây. Rồi giờ thử lại nào. Đây, nó show cái ảnh đây. Đấy thì tức là ý là các bạn muốn xóa cái màu đi hoặc các bạn thêm màu thì các bạn thêm vào đây đi. Đấy, thêm vào để sau chúng ta thêm sản phẩm thì chúng ta sẽ chọn cái sản phẩm đấy nó là màu gì, đúng không? Rồi ở đây các bạn sẽ chọn là show ra được rồi này đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thêm, chúng ta không phải là thêm nữa mà đây chúng ta sẽ ấn là sửa này. Chúng ta sẽ ấn là sửa, được chưa? Rồi. Rồi ở đây ví dụ như sửa. Gì mà chậm thế nhỉ? Lỗi gì à? Tên này, sửa này, đúng không? Ôi, sao thế nhỉ? Sao nó cứ quay tròn thế nhỉ? À đây này, rồi. Đây là sẽ ấn sửa, thì tiếp ấn sửa thì ví dụ cái màu này thì các bạn có thể sửa thì chắc các bạn cũng chả sửa gì đâu đúng không? Nhưng các bạn sửa tên màu thôi đúng không? Các bạn sửa tên màu thôi. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta sẽ sửa thì sau khi sửa xong thì các bạn ấn nút sửa thì nó sẽ thực hiện cái lệnh này đúng không? Đây. Bạn sẽ gỡ nó ra. Còn nhớ comment cái va đùm này đi chứ không nó lại va đùm ra cái biến. Được chưa? Rồi thì nó cũng giống như là add thôi, tức là khi mà nó có cái method post này này, tức là ý là có cái sửa này này. Đấy thì nó cũng lấy là màu tên. Đấy nó cũng lấy màu tên được chưa? Đây màu tên là cái màu tên là cái này đúng không? Coi nào. Đây đây nên màu tên đây này rồi. Cái ảnh thì hôm trước mình đã giải thích cho các bạn rồi, nó cũng giống như ad thôi. Được chưa? Nó cũng giống như ad thôi. Sau đó là chúng ta sẽ up vào rồi nó cũng mình nghĩ nó cũng giống như vậy thôi đúng không? Chẳng qua ở đây ấy, là trong cái hàm này là nó không phải là insert nữa mà nó sẽ là hàm update. Update. Đấy, nó sẽ là hàm update. Update thì ở đây là img brand này. Thì đây sẽ là update img thôi. Update img rồi màu tên. Thì khi update thì nó sẽ có thêm cái biến thế này nữa là cái màu ID. Đấy đúng không? Chúng ta phải biết được là chúng ta update cho cái màu nào. Rồi chúng ta cho này vào đây. Đấy, rồi. Rất là dễ đúng không? Rồi chúng ta có một cái hàm update rồi. Bây giờ update thì chúng ta quay lại cái chỗ brand class này, chúng ta chưa có hàm update này. Ở đây các bạn tạo cho mình một cái hàm. Đây là hàm, đây chúng ta sẽ copy luôn cái này update img đây. Update img đây rồi. Mở dấu ngoặc ra chưa? Rồi, chúng ta xem trên này có cái hàm update nào, chúng ta copy thôi. Đây update này. À, giống như cái này thôi, chúng ta copy này luôn đi. Rồi, đây update TBL, TBL gì đây? TBL này tên TBL màu đúng không? Update TBL màu này. Rồi, set set là set đây có cái biến gì chúng có màu tên đúng không? Đây sẽ là màu tên này. Rồi ở đây nó sẽ là màu tên nó sẽ là cái biến này. Rồi ở đây sẽ là color ảnh. Color ảnh đúng không? Rồi ở đây sẽ là color ảnh. Một màu tên ảnh tên chứ đúng không? Đây là ảnh tên. Tên đây.
Nên đặt không chuẩn lắm đúng không? Rồi, ở đây chúng ta sẽ là color ảnh này. Nhưng mà đến đây thì chắc là các bạn hiểu rồi đúng không? Cái cách làm nó cũng kiểu như vậy thôi. Ở đây thì update thì ở đây nó sẽ là cái màu ID này. Thì các bạn đổi đến là màu đi. Rồi, màu ID thì ở đây là cái biến này thôi. Nó cũng làm đi làm lại mấy cái kiểu này thôi đúng không? Các bạn làm rồi các bạn thấy nó sẽ rất là dễ. Rồi, ở đây chúng ta sẽ trả lại, ở đây sẽ là cái màu lít đúng không? Rồi, à không phải màu lít đã, color lít chứ, đó. Color lít chứ, cái trang này là trang color lít mà, đúng không? Color lít đúng không các bạn? Đây, color lít đây này. Rồi, để chúng ta thử update xem nào. Đây, ví dụ như chúng ta vào trong EV xem có cái màu nào nữa không? Mình đúng là EV này phải trả cho mình một ít tiền đấy, bởi vì là mình cũng quảng cáo cho nó hơi nhiều đấy, cái EV này này đúng các bạn. Rồi chúng ta thử xem có cái màu nào nữa không. Đây có màu đen này, có cái màu này chúng ta xếp PNG, chúng ta để ngoài download à, chúng ta để vào desktop đi. Rồi đây ví dụ như chúng ta sẽ quay lại này, đây màu sắc chúng ta có danh sách đúng không. Rồi chúng ta muốn sửa đây, chúng ta muốn sửa cái màu này. Rồi đây chúng ta chuyển sang đây là màu đen. Xong chúng ta chọn file. Đây màu này. Chúng ta thử xem nào. Đấy, nó sửa được rồi này, các bạn thấy chưa? Bạn sửa được đây là do cái tên này này. Thử lại cái màu này cho là màu black đi. Cái lỗi về phông chữ thì mình sẽ có một video mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sửa thôi, nhưng mà tạm thời các video các bạn hình dung cái cách chúng ta làm trước đi đúng không? Đây này nó có một cái dở này đúng không, ví dụ như chúng ta chỉ muốn đổi tên thôi đúng không, mà chúng ta không muốn đổi cái màu, chúng ta muốn đổi tên từ tiếng Việt sang tiếng Anh, nếu mà các bạn ấn sửa này là cái ảnh này nó sẽ bị lỗi đúng không. Thì cái này mình cũng sẽ có một cái video mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở cái chỗ mà các bạn tạo ảnh sản phẩm ấy thì mình sẽ làm luôn đúng không, thì các bạn sẽ hình dung là các bạn vận dụng những cái này. Thì còn trường hợp này thì chúng ta sửa thì bắt buộc bây giờ các bạn phải thêm cái ảnh của nó vào, không là nó báo lỗi đấy, các bạn hình dung chưa. Rồi còn cái chỗ này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái video sau, nhưng mà các bạn cứ biết là chúng ta đang có cái này là được đúng không, chúng ta đang có một cái vướng đấy. Rồi đây chúng ta ấn sửa này, đó thấy chưa, điểm sửa rồi đấy, sửa là ok rồi đúng không. Rồi, bây giờ các bạn ấn xóa thôi, xóa thì dễ rồi đúng không? Xóa thì ở đây các bạn cũng thêm một cái file nữa đi, là color delete.php chưa? Rồi, ở đây chúng ta hover đây, có phải chúng ta đặt color delete, các bạn nhìn góc trái, à không phải color đâu các bạn, màu delete. Rồi, lúc thì color lúc màu. Nên là lâu lâu quay lại cái dự án của mình không nhớ cái gì nữa, huống hồ gì là các bạn đúng không. Rồi thôi kệ đi, đây chúng ta sẽ này, các bạn nhìn góc trái các bạn thấy không, chúng ta đang đặt góc trái bên dưới màn hình ấy, các bạn thấy này, chúng ta đang là để là màu delete.php, cái tên này các bạn phải đặt cho nó đúng rồi, nó phải giống cái đó mới được, hoặc là các bạn phải qua bên kia các bạn đổi. Đây các bạn qua ở chỗ chỗ cái brand list này này đúng không. Brand list này thì chúng ta qua đây này, à không phải brand list, còn chỗ color list chứ. Đây này. Đấy các bạn qua quay lại đây các bạn sửa đây này. Đây này ở bên này, ở đây thì mình đặt là color edit, bên qua bên này thì lại màu delete đúng không? Quá chán. Đây ở đây các bạn đổi thành color là được này. Đó cho nó giống tên được chưa? Rồi, color delete. Color delete ở đây các bạn đang để là danh mục ID đúng không? Các bạn sửa đây là màu ID. Rồi ok chưa? Đây là reset màu ID rồi, ok rồi được chưa? Là chúng ta refresh nó lại này, chúng ta hover vào này, là chúng ta thấy là color delete rồi đúng không? Màu ID. Rồi sau khi sửa xong các bạn quay lại chỗ cái trang color delete này này, các bạn copy luôn cái chỗ brand delete này đấy, nó giống nhau thôi mà. Chả có gì cả đúng không? Thôi rồi, color delete này, cho vào đây.
Rồi ở đây các bạn cũng đổi cho mình cái chỗ. Đây sẽ là màu ID. Màu ID mà đúng không? Cho vào đây. Rồi đây là delete màu, delete color gì đó. Delete color. Rồi bằng ren bằng delete color. Được chưa? Rồi đây nó sẽ là phải cái biến màu ID đúng không? Rồi, chúng ta quay lại ở cái chỗ brand class đó, bởi vì chúng ta đang đang cho cái những cái gì liên quan đến color vào trong cái class brand này mà. Đúng là thì các bạn làm luôn một cái class riêng màu đi, để sau các bạn sửa các bạn cho nó dễ, đúng không? Đấy, nhưng mà mình do là chúng ta muốn cho nó nhanh nhanh một chút thì mình để trong cái brand class này luôn cũng được, vì nó cũng ít mà. Đấy. Thì ở đây các bạn copy cái này thôi. Việc của chúng ta chỉ là copy path thôi, còn nó giống giống nhau hết mà. Đó, rồi đây delete là gì các bạn nhỉ? Đây sẽ là delete không không qua hơn. Hồi nãy chúng ta đặt là delete gì đấy? Đây này. Đây các bạn copy luôn này đi, delete color này này. Các bạn cho đây. Đó, delete màu ID đúng không? Đi đâu đây T bây giờ là gì? T đây là T bây giờ là màu. Đúng không? Rồi ở đây sẽ là màu ID bằng với cái màu ID này. Chưa? Rồi reset và git delete rồi ok chưa? Local bằng màu lit. Màu hay color đấy, color chứ. Rồi. Giờ reset rồi nó báo lỗi cái gì đây? Nó báo lỗi là nhìn đây là các bạn biết nên nó đang thiếu một cái dấu nháy bên này này. Đấy, hết liền đúng không? Rồi thử xem nào. Xóa. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, chúng ta vừa xóa màu rồi đấy, được chưa? Rồi chúng ta thêm này. Màu sắc này, thêm này. Nó chọn màu đen này, black này. Chọn file màu đen đây. Thêm. Rồi, ok chưa? Thế là mình làm luôn cái sửa xóa cái màu rồi đúng không? Mình định là để cho cái video trước thì mình có nói là định để cho các bạn làm, nhưng thôi thì cái mình cứ làm đi. Đúng không? Nhưng đôi khi các bạn chưa quen nên coi như một lần mình ôn lại. Nhưng mình thấy này là chúng ta làm cái danh mục này, loại sản phẩm này, màu sắc này. Nó các bạn thấy không? Nó giống nhau hết. Cái màu sắc thì nó chỉ khác một chút ở chỗ cái ảnh thôi, thì nó ảnh thì nó hơi khác một chút ở cái trong cái form cái ảnh thì mình phải thêm một chút cái chỗ để mình có mình ấy cái file mình đẩy cái gọi là mình cơ sở dữ liệu của mình là cái file ảnh thì nó sẽ hơi hơi khác một chút, tức là chúng ta vừa phải upload ảnh vào cơ sở dữ liệu và chúng ta phải lưu cái tên vào cái cơ sở dữ liệu nữa. Đấy, upload ảnh vào cái database ấy. Thì nó hơi khác một chút thôi, chứ còn về nguyên tắc cũng là thêm sửa xóa. Đúng không? Thêm sửa xóa. Đó. Chỉ có là bước sang cái chỗ sản phẩm này, đâu rồi sản phẩm đâu rồi. Đây này, thêm sản phẩm này đã chúng ta tên cũng nói rồi này đúng không? Mã này. Rồi cái chọn này là ok rồi đấy, cái phần này thì chúng ta dùng Ajax rồi đúng không? Để cho nó tương ứng với cái phần trên này. Đấy, còn cái màu này thì bây giờ các bạn sổ ra thôi. Các bạn sổ đổ ra thôi, các bạn sâu ra thôi. Đây mình sâu luôn này. Sâu luôn đi cho video này vẫn đang ngắn mà đúng không? Sâu luôn đi để cái video sau ấy mình sẽ làm ở cái chỗ chỗ size này đúng không? Video sau chúng ta làm một cái video liên quan đến cái size sản phẩm này. Rồi, để sâu thì dễ thôi mà đúng không? Chúng ta qua chỗ cái trang trang gì nhỉ? Xóa này đi. Rồi, xóa hết đi. Chúng ta vào cái chỗ hình như là product ad này đúng không? Rồi, ở đây chúng ta có bước chúng ta làm cái Ajax này rồi đúng không? Các bạn nhớ chưa? Rồi. À, bây giờ chúng ta xuống ở chỗ chọn màu này. Đây, chọn màu đây đúng không? Nếu mà các bạn mà đã làm quen rồi ấy là các bạn copy luôn cái chỗ này cho mình này. Đây nó giống như cái này thôi này. Copy luôn chỗ này. Cứ tự tin copy. Copy được không nhỉ? Copy đi, kệ nó đúng không? Các bạn cứ copy luôn cho mình, hoặc là mình sẽ làm để cho các bạn thôi, mình làm lại đi. Thì cứ copy copy là đôi khi là các bạn cũng sẽ không hiểu đúng không? Đây chỗ này thì làm sao chúng ta sẽ mở một cái thẻ PHP đây. Tức là chúng ta sẽ mở một cái thẻ PHP đây và chúng ta sẽ dùng vòng lặp while để lặp cái kết quả ở cái chỗ cái option này này. Được chưa? Và các bạn sẽ mở cho mình hai cặp thẻ PHP, một cái bên trên này. Rồi, một cái bên dưới này.
Rồi, đúng chưa? Rồi, ở đây chúng ta sẽ gì, nó giống như thế này này. Thì ở đây các bạn cũng sẽ đặt cho nó một cái biến là show gì, show màu, show color, đúng không? Rồi, bằng bằng ở đây có luôn cái này đi. Rồi, bằng product show, đây là chúng ta là show color này, các bạn đổi cái tên này đi. Show color, đúng chưa? Rồi, bằng show color rồi, copy luôn cái này. Nó giống nhau mà. Copy cho nó nhanh cho mình đánh mình nhớ mất thời gian đúng không? If show color. If show color này thì while result bằng show color fake a shop, được chưa? Rồi. Ở đây các bạn sẽ phải có cái dấu ngoặc ở đây này. Đó, nó phải có hai dấu ở đây, nó là vào lỗi. Lỗi là bởi vì chúng ta chưa định nghĩa mà, đúng không? Đấy, mình nhắc các bạn rồi, chúng ta chưa định nghĩa cái hàm này mà thì nó lỗi là đúng thôi, đúng không? Rồi, bởi vì là cái những cái gì liên quan đến product thì chúng ta đang để trong cái class product này, thì các bạn quay lại chỗ class class product đi. Đây có show category, đây nó giống như cái này thôi. Đúng không? Thì ở đây các bạn sẽ những cái này mình comment này nhưng chúng ta chưa dùng đến, đúng không? Rồi, ok, đây đây chúng ta dùng cho đây, đây là cái hàm này. Đây sẽ là public function. Public function đây, các bạn để cho nó ngay ngắn một chút nhé, mình đang để lộn xộn đó, đúng không? Public function ở đây nó là gì? Đây, copy cái này qua thôi, show color. Bạn copy vào đây. Tên cho nó trùng thôi mà, đúng không? Đấy, nó hết lỗi rồi, các bạn thấy chưa? Rồi, copy này luôn, nó giống như thế này thôi. Rồi, select from, đây là TBL màu. Chúng ta TBL màu chưa? Order by màu ID này. Rồi, DB Resolve rồi, xong quay lại đây. Đấy, nó đang đồng vòng lặp này. Ở đây cái value này thì các bạn sẽ cho nó là cái màu ID. Mở cái PHP ra. PHP. Ở đây các bạn sẽ echo cái màu. Echo quên đây, echo phải resolve chứ đúng không? Show result này. Đây, mất chữ T rồi. Show rồi đúng không? Đây show màu ID. Rồi ở trong này cái option này các bạn sẽ echo copy cái này. Cho đây. Thì đây ớ, sao thế nhỉ? Cho đây góc đây nào, đây đúng không? Rồi cho vào giữa này. Rồi đây sẽ là màu tên hay là color tên đấy các bạn nhỉ. Ngày này làm nhiều việc giờ làm là nó cứ như quắng gà ấy. Ảnh tên à, không phải màu tên nhé, màu tên này, màu tên nhé, quên, xin lỗi, màu tên đúng rồi. Rồi chúng ta thử xem là nó show ra chưa. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó, là coi như nó đổ cơ sở dữ liệu đây này. Thì cái cách mà chúng ta đổ cơ sở dữ liệu ra đây thì nó cũng giống như là chúng ta sẽ đổ ra front end thôi, đúng không? Có một số bạn bảo, có cái bạn gì comment ở cái video mới nhất của mình bảo là hướng dẫn đổ cơ sở dữ liệu ấy, thì cái cách đổ cơ sở dữ liệu thì nó cũng giống như là cái trong trong này thôi. Back end thôi, đúng không? Rồi thì lúc chúng ta sẽ thêm sản phẩm thì chúng ta sẽ đổ cơ sở dữ liệu, mình sẽ cố gắng để mình sẽ làm cái này nó tối đa có thể, đúng không? Để cho các bạn những người mới hoặc là những người muốn tìm hiểu cái lĩnh vực lập trình web này, các bạn cũng sẽ làm được giống mình. Chúng ta không thương mại, chúng ta không bán được sản phẩm thì chúng ta cũng sẽ làm web cho vui, đúng không? Rồi thế thì bây giờ chốt lại là chúng ta đến đây là chúng ta đã hoàn thành được cái sứ mệnh của cái bảng màu này rồi, đúng không? Chúng ta cho nó danh sách màu này rồi. Rồi thế thì cái video sau thì chúng ta sẽ làm chọn size. Chọn size này hình như là mình, cái này mình cũng tự nghĩ này, cái size này mình tự nghĩ cái cách logic của mình thôi, không biết là mình có nhớ không, nhưng cái này thì kiểu gì mình làm thì mình sẽ nói với các bạn, chia sẻ với các bạn cách mình làm để xem các bạn xem thấy nó có hợp lý không. Rồi giá đúng không, chi tiết này thì liên quan đến tơ rồi. Rồi ok, video này đến đây thôi. Hôm nay thứ sáu thì cũng nghỉ, tranh thủ làm để cho nó các bạn cứ mỗi ngày một tí để làm cho nó xong. Rồi ok, xin chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Hy vọng là ngày mai thứ bảy không có kèo nhậu nào thì
thì mình sẽ làm tiếp đến cái chỗ này. Thì cái này là khó nhất thôi. Rồi đến lúc giỏ hàng thì liên quan đến section một chút để làm cái section thì nó hơi hơi khác thôi. Còn còn nếu mà để thêm các cái loại này thì cái trang này là hơi rắc rối chút thôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Nếu các bạn thấy video hay đăng thì nhớ đăng ký kênh, like, share, ủng hộ. Mình kiếm tiền, mình thử kiếm tiền YouTube mà mình thấy nó cũng không ăn thua. Đây, ví dụ như kênh của mình này. Chia sẻ ngoài tí đúng không? Hôm nay thứ sáu nó chia đây cái kênh của mình đâu rồi ta? Đây kênh của mình đây. Đây các bạn mình vào này. YouTube Studio này. Đấy, mình thấy là ở đây nó cứ đây nó có 9,79 đô à. Các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình mới xem hay sao để cho nó lên một chút chứ thấy cũng ít mà đúng không? Đây đúng làm cho vui. Đây này mình thấy ở đây chỗ cái trang tổng quan này, quan hay sao trong AdSense nó có mấy ít nữa đúng không? Nhưng mà AdSense mình chưa check được tài khoản nên là chưa rút được, chưa 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 nó chưa chưa cho rút. Rồi, ok, thôi thêm nói chia sẻ chút thế thôi. Rồi, xin chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại.